Điểm thi tốt nghiệp cao, điểm chuẩn trúng tuyển các trường năm nay dự kiến sẽ tăng hơn so với năm ngoái. Kỳ tuyển sinh đại học 2020 đang nóng lên từng ngày, trong khi các trường sử dụng kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông theo khối truyền thống đang chờ đến đợt điều chỉnh nguyện vọng, thì hiện các trường tuyển sinh đề án riêng cũng đã sớm chốt được các thí sinh có chất lượng và rất nhiều thí sinh đã nắm chắc cơ hội trở thành tân sinh viên. Phòng tuyển sinh của trường Đại học Đại Nam cũng luôn trong tình trạng quá tải. Ngày càng có nhiều hơn các bạn trẻ đã mạnh dạn đặt cơ hội vào đại học bằng cách xét tuyển học bạ. Những áp lực cảm giác nó gỡ bỏ hoàn toàn. Những lúc chưa xét tuyển thì cảm giác nó gò bó áp lực lắm. Nhưng sau khi đăng ký xét tuyển thì cảm giác nhẹ nhõm và có mục đích, mục tiêu và sau này hơn. Em nghĩ là em sẽ tìm một chỗ cố định, xong tìm một công việc gì đó hoặc là em sẽ đi học thêm bên ngoài. Để chuẩn bị vào năm học thì mình có một chút gì đó tự tin hơn ạ. Rõ ràng với các tân sinh viên trúng tuyển sớm, các công việc chuẩn bị cho hành trang vào đại học cũng sẽ chu đáo, sẵn sàng hơn. Còn với các nhà trường xét tuyển phương án riêng đang bộc lộ lợi thế rõ nét, nhất là trong bối cảnh lịch tuyển sinh năm nay bị lùi lại do tình hình bệnh dịch. Thì giúp cho công tác lập kế hoạch tốt hơn. Và từ công tác lập kế hoạch tốt thì nhà trường sẽ chuẩn bị tốt từ cơ sở vật chất, từ tập huấn các kỹ năng cũng như là việc chuẩn bị chào đón các tân sinh viên vào trường và đem lại chất lượng đào tạo tốt đối với sinh viên. Thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn còn tâm lý xem điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng trong xét tuyển vào đại học. Để thay đổi tư duy này, trách nhiệm còn thuộc về cả các trường đại học trong việc xây dựng phương án xét tuyển thuyết phục thí sinh, phụ huynh. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là con đường duy nhất vào các trường đại học. Thực tế hiện nay, khi thí sinh trúng tuyển bằng bất cứ phương thức nào thì cũng học cùng chương trình, giá trị bằng cấp như nhau, thụ hưởng tất cả các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như nhau.